Anh Hưng, máy của anh Hưng là Leo Ocho 1450 chậm nguồn, đã nên đi chung khắc sửa. Anh ơi, này nó tháo mất IC của anh rồi này. IC này tháo đây, học rồi đây. IC mà tháo ra là đánh này. Chết rồi, đánh này, thầy lên thôi. Một màn hình như nó sống này. Nước má mình quay, mình nét má. Đây, nó tưởng là chậm lan này. Rồi, tháo IC lan này. Xong rồi này là lập chip set này. Con này của anh là nếu mà làm nhá, nếu mà làm lên ý là sẽ không có các lan này. Ở đây nó làm hết rồi. Đây con gì nó cũng làm hết. Con này kinh ra nhé, sao đây? Sẵn ở đây. Bên kia là cái nhà bên đường lên đến này. Nhìn phía này. Anh mang qua bây giờ làm đấy. Mà đây nó phải nhỏ thiếu này. Còn này 5 vôn của anh đang bị gì xuống này. Cảm ơn cái bao cả xem này. Đấy cái bàn ý mặt cương đấy à. Thì để đấy bọn em làm, nếu mà khắc phục được bọn em sẽ báo, nếu mà bọn em làm mà không được thì không biết. Bây giờ bọn em sẽ cày lên trước. Trời ơi, con mới định mạnh mạnh nhỏ rồi. Để đây được. Nếu được thì bọn em sẽ làm lại cho anh con chiếc xếp này. Bây giờ bọn em quản lý này rồi, con này nó làm rồi. Bây giờ không chắc là con này. Ơi, con tên này nhiều không?
nên là Đây, chúng ta sẽ thiếu nào. Không thiếu.